Mời các bạn cùng Minh Nhật nghe chuyện Tẩy Duyên Hoa, tác giả, thất nguyệt lệ Đã được chuyển thể thành phim vi hữu ám hương lai do châu giã, vương tinh Việt đóng chính Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tập 2, giới thiệu Hoa Thiển là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết Nhưng vì tính cách quá độc ác, tác giả đã viết nàng xuống đài Chịu sự miệt thị của mọi người và cuối cùng chết đầy thương tâm Nhưng giờ đây, cô đã trở thành nàng ấy và phải sống cuộc đời bi thảm này hoa thiền tội ác ngập trời nhưng cô thì không có tội vậy nên cô phải cố hết sức để thay đổi vận mệnh của mình không thể để nó đi theo tình tiết chuyện hết giới thiệu thiền nhi đã trưởng thành rồi cuối cùng hoa tướng cũng mỉm cười ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhìn ta ta thầm thở phào có nghĩa là ông ta đã đồng ý rồi lần này nét mặt hoa tướng không lộ ra biểu cảm gì bình tĩnh mở miệng không phải từ trước đến nay thiền nhi vẫn luôn chắn ghét cả nhà bọn họ sao Ta vất vả thực hiện mong muốn của con khai trừ chúng, sao bây giờ con lại cầu tình cho chúng? Nói chuyện với lão hồ ly này ta không dám lơi là giây phút nào, tay nhét trong ống tay áo nắm chặt, mặt làm ra vẻ vừa bất đắc dĩ vừa cam hận nghiến răng. Bây giờ hoàng thượng đã nghi ngờ phụ thân kết bè kết cánh, kiến nghị của con cũng là muốn tốt cho phụ thân thôi. Nếu phụ thân đứng ra xin giảm nhẹ tội cho họ, nói không chừng sẽ làm tan đi chút nghi ngờ của hoàng thượng, để hắn cho rằng trước đây người ra tay không phải vì ân oán cá nhân với mục gia. Hoa tướng không nhìn ta, ngón tay gõ lên bàn, dường như đang tính toán, thiền nhi có biết đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc không? Ta thành khẩn, phụ thân cũng biết con vô cùng chán ghét cả nhà mục giao, nếu không phải vì tình thế bức ép, sao con có thể đứng trước mặt phụ thân cầu tình cho họ? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, dù sao mục thị đã không thể chờ mình được nữa, tha cho bon họ một mạng cũng không có gì đáng ngại. Hoa tướng trầm mặc, ta cũng không nói nữa, chờ ông tự mình suy xét. Ít nhiều gì trước đây ta cũng hận mục giao đến tận xương tủy. Ta nói như vậy mới có thể khiến ông ta thật sự cho rằng mình bất đắc dĩ vì hoa phủ mới làm chuyện này. Nếu cả nhà mục thị không vì hoa tướng hãm hại mà bị chém đầu, thù hận giữa ta và mục giao đã không đến nỗi như nước với lửa. Thiền nhi đã trưởng thành rồi. Cuối cùng hoa tướng cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhìn ta. Ta thầm thở phào, có nghĩa là ông ta đã đồng ý rồi. Cô nén cảm giác mừng như điên trong lòng, mang quyền thế của hoa tướng ra mà nói, muốn giữ lại nhà mục thị là chuyện hết sức đơn giản. Bàn tay trong ống tay áo vừa buông lỏng lại vội nắm thật chặt, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Phe này so chiêu, thật làm ta dây nào cũng muốn chạy trốn, nhưng vì tính mạng, ta vẫn phải ở lại đối mặt với hoa tướng. Ra khỏi thư phòng, ta theo chỉ dẫn của nha hoàn về khuê phòng trước đây của mình, chỉ thấy mỗi một bước chân giống như đang dẫm trên bông vải. Bước đi phù phiếm, khi chất của nhân vật phản diện lớn mạnh đúng là không đùa được. Muội muội, muội muội, đột nhiên có tiếng nam thân thở hồn hển vang lên. Ta nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một người béo trắng, mặc áo bào xanh sẫm đang chạy về phía này. Từ xa nhìn lại, trông rất giống cái bánh trưng thành tinh đang chạy tới. Nghe thấy hắn gọi ta nhận ra ngay, người này chính là ca ca của Hoa Thiển Hoa Thâm. Nhìn tên này đã biết tác giả không coi trọng nữ phụ và ca ca của nàng trong chuyện hoa thâm là một nhân vật không được tốt ỷ thế hiếp người hoang dâm hào sắc cường đoạt dân nữ không chuyện ác nào là hắn không dám làm nói chung mọi tật xấu của con nhà quyền quý đều tụ hợp trên người hắn ta vốn thích có bạn mập mạp bởi vì nhìn trông có vài phần ngây thơ thế nhưng nhìn hoa thâm này ta không thích hắn thở hồn hển chạy đến cạnh ta đưa cho ta một miếng vải nói mấy ngày trước ta tìm được gấm vân nam là màu trắng muội thích nhất trên thế gian này chỉ có một ta chi một khoản tiền lớn mới giành được. Nếu muội muội dùng vải này làm y phục, nhất định sẽ khiến vương gia mê muội đến thần hồn điên đảo. Trong chuyện chỉ số thông minh của Hoa Thâm cũng chẳng đủ dùng, cho nên vẫn luôn đối xử tốt với người muội muội đầy tâm kế. Bây giờ xem ra quả thật là như vậy, một câu nói thôi đã đắc tội ta những hai lần. Một là ta không thích màu trắng, hai là ta không thích tấn vương trọng dạ lan. Ta không buồn tiếp hắn, tiếp tục đi theo nha hoàn, ném ra sau một câu, ta không còn thích màu trắng nữa rồi, huynh cứ cho cơ thiếp trong hậu viện dùng đi. Nhị đại hoa thâm, trong hậu viện có hơn 10 phòng tiểu thiếp, vì vậy đến tận bây giờ vẫn chưa có quý nữ nhà ai nguyện ý gả cho. Hoa tướng và hoa phu nhân thấy hắn không có năng lực nên cũng để mặc cho hắn phóng túng. Quả nhiên hoa thâm vẫn không biết điều đuổi theo, những nữ nhân kia làm sao xứng dùng thứ này, chỉ có muội muội trời sinh phú quý mới xứng với vải vóc thiên kim có cầu này thôi. Hai huynh muội này thích thổi phồng nhau nhất, thế nhưng ta rất không thích kiểu này, lạnh mặt, chẳng phải ta đã nói không thích màu trắng rồi sao, đừng có đi theo ta nữa. Hoa thâm thấy ta tức giận, ngay tức khắc đứng yên tại chỗ không dám đuổi theo nữa. Trong hoa phủ này, chỉ có duy nhất mình hắn có thể là nơi ta chút giận, nếu không ta sẽ bị kế hoạch của mình bước đến điên mất. Bước thứ ba trong kế hoạch của nữ phụ độc ác, tránh tiểu nhân, cứu hiền thần. Cuối cùng trọng dạ lan vẫn chạy tới hoa phủ dự tiệc tối, ta ăn xong lập tức trở về tấn vương phủ nếu phải ở lại đối mặt với lão cáo giả hoa tướng, hay người luôn miệng truyền dạy kỹ thuật sinh con trai hoa phu nhân. Thêm một tên công tử hoang dâm hoa thâm nữa, loại cảm giác này khó lòng chịu nổi, chẳng thà để ta ngây ngốc ở tấn vương phủ còn hơn. Có thể nhìn ra, người nhà hoa thiển không có người nào được sắm vai chính nghĩa, vậy sao nàng ta, hoa thiển lúc trước, có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn được đây. Ngồi trên xe ngựa về phủ, qua cả ngày trời suy nghĩ, ta quyết định giải quyết một lần cho xong, vương gia, thiếp muốn gặp mục dao thân thể trọng dạ lan cứng đờ bởi vì ta nói ta muốn gặp nàng chứ không hỏi nàng ở đâu điều này chứng tỏ ta biết chuyện xảy ra giữa hắn và mục dao nàng biết rồi ư sắc mặt trọng dạ lan không nhìn ra cảm xúc a thiền nàng hãy tin ta ta chỉ là vương gia không cần giải thích với ta ta chỉ đơn giản vì giao tình tỉ muội trước đây có một số chuyện muốn nói với nàng không phải đang nghi ngờ chàng ta mở miệng giải thích cố gượng cười không để mình hiện ra vẻ mặt quá để tâm thấy ta như vậy trọng dạ lan mới thở phào nhẹ nhõm đồng ý sau khi hồi phủ sẽ đưa ta đi còn không quên cho ta một liều thuốc an thần a à thiền ta cứu mục giao tuyệt đối không có một chút tình riêng từ thở bé nàng theo ta thủ lăng ta đã thể đời này chỉ có mình nàng ta cảm ơn sự dỗ dành của ngươi đứa bé theo ngươi năm xưa cũng chẳng phải là hoa thiền có lẽ hắn thẹn lòng nên không hỏi ta lấy tin tức từ đâu cũng không cần ta giải thích về đến Tấn Vương Phủ, Trọng Dạ Lan đưa ta tới một nơi xó xỉnh trong sân, hắn chờ bên ngoài để chúng ta có không gian nói chuyện riêng tư. Vừa vào phòng đã thấy một người nằm sấp trên bàn tựa như đang ngủ. Đến gần thêm mấy bước, nhìn thấy dung nhan của nàng, đây là lần đầu tiên ta gặp nữ chính từ lúc xuyên không. Nữ tử nằm trên bàn, đôi lông mày nhíu chặt, không giống dáng vẻ thướt tha yếu đuối và nước da trắng ngần như tuyết của hoa thiển. Nàng trưởng thành ở nơi biên thành từ bé, da rẻ nhúm màu vàng nhạt khỏe khoắn, những ngày qua chịu sự đả kích lớn khiến khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng vẫn không giấu nổi sự kiên cường trên vầng trán. Thì ra đây là nữ chính. Ta bỗng nhận ra sự chênh lệch giữa nữ chính và nữ phụ. Hoa thiển tựa như cây hương bồ nhu nhược lay trong gió, còn mục dao lại như loài bách tùng bừng bừng sức sống. Một loài khát cầu dựa vào người khác để sinh tồn, mà loài kia có thể bên ngươi kể vai sát cánh. Thấy nàng mím môi và nhăn chặt mày, đột nhiên ta nghĩ. Nếu nàng chết, hoa phủ có thể sẽ không bị lật đổ. Nếu nàng chết, chỉ cần ta không nói, sẽ không phải lo trọng dạ lan tìm ra chân tướng. Nếu nàng chết, có phải ta có thể tránh được kết cục vạn tiễn xuyên tim hay không? Hình như chỉ cần nàng biến mất, tất cả mưu kế và lo lắng của ta cũng không còn nữa. Giây phút lặng lặng nhìn nàng, ta dùng hết sức bình sinh tự tát mình một cái thật đau. Phải trang xuyên vào thân thể của nữ phụ, bản thân cũng trở nên ác độc ư. Gia tộc Hoa Thị làm nhiều chuyện ác, dựa vào đâu chỉ vì mạng sống của ta mà để những người vô tội phải trả một cái giá thật đắt để lên án bản thân ta xuống tay cực kỳ mạnh đau đến nhe răng trợn mắt cũng chính vì ta xuống tay quá mạnh nên âm thanh tự và mặt mình đã đánh thức mục dao nàng mở mắt nhìn thấy thấy ta lập tức che mặt hít khí đôi mắt sáng rực của nàng tràn đầy sức sống giờ đây căm hận nhìn ta hoa thiển nghe thấy thanh âm nghiến răng nghiến lợi đúng là bây giờ đang hận ta thấu xương thấu tủy nghe nói muội ở tấn vương phủ nên ta cố ý đến thăm muội một chút ta mất tự nhiên mở lời mục dao cười lạnh mỉa mai bây giờ ngươi đến để khoe khoang chiến tích của mình sao ơ ờ, trong chuyện hoa thiển đúng thật là đến để khoe khoang nhưng ta đâu phải trước đây mắt ta bị mù nên mới nhìn nhầm rắn rết thành tỷ muội bây giờ hại cả nhà bị trôn theo nhưng hoa thiển ngươi nghe rõ cho ta sớm muộn gì ta cũng sẽ vạch trần bộ mặt rắn rết của ngươi cho thiên hạ nhìn thấy vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hoa phủ các người. Ác giả ác báo, hoa phủ đừng mơ một đời an yên. Mục dao đứng cạnh bàn, giọng nói lạnh buốt. Ừ, ta biết ngươi có thể tìm ra chân tướng, để hoa phủ ác giả ác báo, nhưng mục đích hôm nay ta tới đây không phải để nghe mấy lời này. Ta không tức giận, nhìn nàng chân thành nói, ta đảm bảo với muội, người nhà muội sẽ không có chuyện gì. Mục dao sừng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, ngươi lại đang bày trò gì trên người ta còn thứ gì ngươi có thể lợi dụng được nữa hay sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta vẫn sẽ tin ngươi ư? Ta ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, nói, mục giao, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể lựa chọn. Rất nhiều chuyện không phải ý của ta, nhưng ta không có sức lật đổ một cây đại thụ trong nháy mắt, cho nên đành phải từ từ toan tính. Ngươi không tin ta là chuyện bình thường, thế nhưng ta đảm bảo, từ giờ trở đi những lời ta nói với ngươi, đều là thật. Bảy ngày nữa cả nhà ta bị xử trảm rồi, ngươi muốn ta lấy gì ra để tin ngươi. Chén trà trong tay ta bị nàng hất văng ra, rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Ta thở dài, đang định mở miệng thì bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang. Sao ta nghe thấy tiếng đổ vỡ? Trọng dạ lan cau mày bước tới, thấy ta lập tức thay đổi sắc mặt, mặt của nàng. Có phải nàng ta đánh không? Mặt, chợt nhớ ra vừa nãy ta mới tự vả, vội vàng giải thích, không phải không phải. Trọng dạ lan không đợi ta ngăn cản đã chút giận lên người mục dao, ta tốt bụng giữ ngươi lại, ai cho ngươi cái gan tổn thương A à Thiển. Ta, thấy ánh mắt mục dao nhìn ta càng ngày càng hiện rõ vẻ trào phúng, ta thật sự muốn kêu to một tiếng oan uổng. Ta tự tắt mình một bà tai không phải để hãm hại ngươi đâu. Trọng dạ lan vẫn muốn mắng tiếp, ta nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại, nói, vương gia hiểu lầm rồi, chuyện này không liên quan gì đến mục dao hết, là thiếp tự đánh mình, vì, vì vừa rồi trên mặt ra có mũi. Thấy trọng dạ lan rõ ràng dùng ánh mắt không tin nhìn mình, mắt ta tràn ngập thành kính nói tiếp vương gia thật sự đã hiểu nhầm mục giao rồi nàng chưa đụng đến một sợi lông của thiếp điều nữ tử sợ nhất là bị oan vậy nên vương gia trả lại trong sạch cho nàng đi nói xong ta rất có mắt nhìn để lại cho bọn họ không gian để bồi dưỡng tình cảm tình tiết tiếp theo phát triển thế nào ta không rõ lắm tình cảm của hai người thì hai người cứ thông thả tự đi mà tìm hiểu chưa đến hai ngày sau đã có tin tức truyền đến hoàng thượng niệm tình chiến tích trước đây của nhà mục giao thay sử trảm thành lưu đầy. Nghe được tin ta vui đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Tốt lắm, đã thành công thay đổi kết cục người nhà mục giao. Vậy bây giờ, nhân lúc ta và mục giao chưa có huyết hải thâm cừu đến nỗi ngươi sống ta chết, còn lại chỉ có. Dành nam nhân. Cái này thì dễ rồi, tìm một cơ hội ta sẽ chủ động rút lui, ta nên chủ tính cho mình một đường lùi. Hoa tướng là nhân vật phản diện, cứ cho là không có mối thù diệt môn với nữ chính thì phòng trừng hắn vẫn sẽ phải chịu kết cục chết không được tử tế. Vậy nên ta phải đủ lớn mạnh, sắp xếp một con đường để rút lui toàn vẹn. Nghĩ tới đây, ta lập tức chuẩn bị xuất phủ đi kiểm tra cửa hàng, cũng chính là của hồi môn của ta. Bước thứ tư trong kế hoạch cải mệnh của nữ phụ độc ác, gom tiền phòng thân chạy trốn. Trong mấy ngày liên tiếp, ta tận sức kiểm tra sổ sách bên mấy gian hàng. Tìm hiểu rồi mới phát hiện, hoa thiền có rất nhiều tiền vậy cứ coi như sau này ta rời khỏi tấn vương phủ đi, kế sinh nhai đối với ta không thành vấn đề. Việc cần làm bây giờ chính là chuyển lợi nhuận của cửa hàng từ nổi thành chìm. Sản nghiệp của tấn vương phủ lớn như vậy, hoàn toàn không để bụng chút đồng lẻ này, vậy nên ta xử lý không khó khăn mấy. Mỗi tháng ta đều cải trang đi tiền trang gửi tiền, đây cũng chính là thú vui lớn nhất của ta. Để đề phòng bị bại lộ thân phận, ta còn nữ cải nam trang một phen, ở tiền trang bịa ra một cái tên Nguyệt Công Tử. Thấy tiền đứng dưới tên Nguyệt Công Tử ngày càng nhiều, ta nằm mơ cũng có thể nhe răng cười thật tươi. Cứ như vậy, một tháng sau, lúc ta đang trong phòng ăn sáng thì trọng dạ lan dẫn Mục Giao tới. Khoảng thời gian này đoán chừng Mục Giao bận tối mắt tối mũi bên chỗ người nhà bị lưu đầy, vậy nên chúng ta không gặp nhau lần nào. Bây giờ chắc chuyện nhà sắp xếp xong xuôi rồi nên chạy đến trước mặt ta diễn trò ngược luyến tình thâm đây mà. Thật vậy, trọng dạ lan ngồi xuống cạnh ta, cực kỳ giả chân cầm tay ta, từ trước đến nay tấn vương phủ không nuôi người rảnh rỗi a thiển ta tặng cho nàng một nha hoàn mục giao thấy trọng dạ lan nắm tay ta rõ ràng khuôn mặt nàng ta tái nhợt thật là trong viện này đầy người trông giống thiếu nha hoàn làm sao rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại bắt ta làm cầu độc thân để các ngươi đứng trước mặt thể hiện tình yêu thế này chưa hết ta lại thấy mục giao mắt đỏ hoe nói với trọng dạ lan nếu ngươi thấy ta không vừa mắt thì hãy thả ta đi đi cần gì làm nhục ta như vậy? Trọng dạ lan buông tay ta, mạnh miệng nói, từ khi nào tấn vương phủ là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta cảm giác vẻ mặt ta bây giờ rất giống cái mim lão già xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Đúng là, khiến người ta nhìn không nổi. Nếu là hoa thiền, giờ còn chưa bị tức điên rồi chắc. Ngay đến ta là người ngoài còn không nhìn nổi cơ mà. Thấy bọn họ tiếp tục diễn tùm quỳnh giao, ta nhanh nhỏ mở miệng, viện của ta không thiếu nha hoàn lần trước đến thư phòng của vương gia thấy vắng vẻ quạnh quẽ không bằng để mục giao qua bên đó hầu hạ đi đấy hai người các ngươi cút càng xa càng tốt đừng có đứng trước mặt làm chướng mắt ta hai người bọn họ sau khi nghe ta kiến nghị mới thôi tranh cãi một người nhìn hàm hàm đối phương người còn lại cảm thấy không còn chút thể diện nào nữa lúc này ăn ý cùng nhau rời đi mà lý ma ma và thiên chỉ dường như chỉ muốn bổ não ta ra làm đôi hoặc một trưởng đánh cho ta tỉnh ngộ sao vương phi lại hồ đồ như vậy mục giao kia vừa nhìn đã biết có mưu đồ bất chính với vương gia lão thần ta nhỉ không nổi vậy nên sao vương phi không thuận theo vương gia để nàng ta theo người làm nha hoàn để nô tỳ dạy dỗ nàng ta thật tốt vương phi không nghe không nghe vương bát tụng kinh ta mới là người không muốn để mục giao ở trong phòng ấy để ngay ngày hai người bọn họ lại diễn vở kịch cẩu huyết cho ta xem mà. Bất luận Lý Ma Ma và Thiên Chỉ từ khuyên bảo hết lời đến đe dọa, ta đều trưng ra biểu cảm hờ hững không quan tâm phải trái, cuối cùng bọn họ nói đến khô cả cổ, cuối cùng cũng tự bỏ cuộc. Ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua hơn hai tháng, những tháng ngày này ta ngoài tích lũy tiền thì còn ngồi nghe đám nha hoàn tán ngẫu. Có lẽ chỉ số IQ của một nữ nhân đang yêu là con số 0. Không có ta quấy dày, tình cảm của cặp nam nữ chính ngày một thâm sâu. Giờ mục giao không có ý định nhập vào hoa phủ, ta tạm thời không có mối đe dọa về tính mạng chỉ nguyện những ngày sau bọn họ có thể nhớ mong đến ta. Suy cho cùng cũng là ta đã tạo cho bọn họ nhiều cơ hội đến vậy. Thế nên trước mắt vấn đề lớn nhất chỉ là mở nút thắt hiểu lầm thổ nhỏ, hoàn toàn tác thành cho họ. Để giảm bớt sự tức giận của trọng dạ lan khi biết được chân tướng, điều ta có thể làm bây giờ là để lại ấn tượng tốt trong mắt hắn. Hồi tưởng lại một chút tình tiết trong tiểu thuyết, ta đột nhiên bật ra một ý tưởng, nếu tính thời gian, phải qua hơn 3 tháng nữa mới đến lúc xảy ra chuyện, ta vẫn nên tận dụng thời cơ thật tốt để hóa giải nút thắt trong lòng trọng dạ lan. Vậy là sau hơn 3 tháng nữa thôi, ta sẽ không cần phải ở lại tấn vương phủ, mỗi ngày đều phải ngụy trang làm hiền thê lương mẫu nữa rồi. Nhưng ta chưa vui nổi mấy ngày đã nghe được một tin sốt ruột. Bẩm vương phi, đại công tử đang gây sự với người ta ở từ lâu, Lý ma ma vội vã bước vào nói. Đại công tử, cái tên bánh tét tròn chị kia. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nhíu màu hỏi. Ban nãy Hoa Phủ truyền tin đến, nói rằng đại thiếu gia ở tử lâu. Vì một nữ tử mà xảy ra tranh chấp với người ta, phiền vương phi qua đó xem một chút. Ta nhíu mày càng chặt, cơ sao phải tới tìm ta? Tại sao hạ nhân lại tìm tới tấn vương phủ, phụ thân với mẫu thân đâu? Lý ma ma kém sắc mở lời, thừa tướng và phu nhân hôm qua xin nghỉ về thăm họ hàng, tạm thời không thể chạy qua, vậy nên hạ nhân chỉ còn cách đến tìm vương phi. Ta lập tức cảm thấy tức ngực khó thở ta nói rồi hóa ra không có người quản hắn hắn lại trở nên bất chấp điên cuồng đến vậy ta mới nhẹ nhõm được vài ngày tên ca ca thối tha kia lại đi bới việc cho ta làm ta bên này vì được sống mà nỗ lực xây dựng hình tượng hắn ở bên kia lại làm hỏng việc của ta chỉ là nếu như hắn làm loạn như vậy người mất mặt vẫn là hoa phủ ai bảo ta cũng mang họ hoa cơ chứ chuẩn bị xe ngựa xuất phủ ta không vui vẻ gì phân phó thiên chỉ đến nơi vừa xuống xe ngựa đã thấy xung quanh từ lâu có rất nhiều người đứng xem trò vui, xem ra chuyện này gây ra ồn ào không nhỏ. Hạ nhân nhận được tin báo chạy tới nói đại khái qua tình hình. Tên hoa thâm háo sắc lại ở tử lâu dùng bữa, thấy một cô nương đang gảy đàn tỳ bà. Cô nương kia dáng vẻ cũng ngay thẳng, thề chết không theo, sau đó một người trong giang hồ đi ngang qua nhìn không vừa mắt, ra tay cứu cô nương kia. Kết quả là cái tên thối tha hoa thâm đó không chịu buông tha, ỷ thế hiếp người, đôi bên trở nên căng thẳng có ánh mắt nhìn thấy ta lập tức lặng lẽ nhường đường. Vừa bước vào tử lâu đã thấy hoa thâm đang trốn sau đầy tớ, miệng vẫn chửi rủa không ngừng, quát tháo ẩm ý lấy sĩ diện với người ngoài. Mà đối diện hắn là hai người mặc trang phục thường dân, nhìn qua có vẻ là người học võ, còn có một nữ tử dung mạo diễm lệ đang ôm cây đàn tỳ bà nấp sau lưng họ. Huynh trưởng, huynh gây chuyện đủ chưa? Bước vào tử lâu, ta không hề do dự, trực tiếp nghiêm nghị quát lớn. Hoa thâm thấy ta thì mắt sáng rực, chạy tới kéo tay ta, mừng rỡ nói, muội muội tới giúp ta sao? Hai tên tiện dân này không biết tốt xấu, vừa nãy còn hung hăng động thủ với ta, muội muội mau giúp ta dạy dỗ hai tên này. Tên này, đầu óc thật sự có vấn đề. Ta nổi giận đùng đùng nhìn hắn, hắn vẫn còn vui mừng tưởng ta đến giúp. Đang chuẩn bị mở miệng mắng, một trong hai nam tử mặc áo màu cho đột nhiên cất lời, hoa phủ đúng là ý thế dọa người. Thân phận hoa tướng còn chưa đủ, giờ lại gọi cả tấn vương phủ đến cứu viện, Hoa ra muốn một tay che trời cả cái kinh thành này hay sao? Ánh mắt của người đó lộ ra nét cương trực, ta nhớ mày, đây quả thật là một tội danh rất lớn. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đến đây giúp hắn? Ta hỏi ngược lại. Nam tử áo cho diễu cợt trả lời, hoa đại công tử luôn mùng gọi muội muội, chúng ta ai cũng nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Tấn vương là nhân vật thế nào, vậy mà ngay cả người trong hậu viện mình cũng quản không xong, chẳng phải làm ô uế danh dự của ngài rồi sao? Tên này sao lại có thể cam thù ta như vậy? Từ lúc ta tới đây mới nói được hai câu, hắn lại chỉ trích ta hết câu này đến câu khác. Vị tráng sĩ này phải chăng đang hiểu lầm ta? Ta mở miệng muốn hỏi, hiểu lầm hay không khoan nói tới, chỉ là ta từ trước đến nay yêu hận rõ ràng, chỉ tiếc một nhân tài tuyệt diễm như tấn vương hết lần này tới lần khác xem gỗ mục như ngọc trai, đến cả một nữ tử dơ bẩn cũng bị lấy về. Ơ, ờ, kẻ này nhìn thì có vẻ như nhân sĩ giang hồ sao lời nói lại rõ ràng như nguyên do ta gả cho trọng dạ lan thế nhỉ? Lời này không phải chỉ thẳng vào mũi ta mắng ta không biết liêm sỉ gì hay sao? Còn chưa nghĩ sáng tỏ duyên cớ trong đó, đột nhiên có một thân hình lao về phía nam tử áo xám cho, mạnh mẽ đánh hắn một quyền. Tên áo xám sững sờ, lúc này người kia bị một cước đạp ra thật xa, còn chưa rửa hết hận. Tên áo cho lại nhảy lên bổ thêm hai quyền, hùng hổ nói, tên cầu nô tài từ đâu tới, muốn tranh công đến điên rồi hả? Bên cạnh tấn vương phi nhiều đầy tớ như vậy, nào đến lượt kẻ hầu bàn trốn tử lâu như ngươi ra mặt. Mắt thấy tình huống càng ngày càng loạn, ta vội vàng kéo nam tử áo cho ra. Người bị đánh kia chắc hẳn là tạp dịch ở quán tử lâu. Người đâu, trói hắn lại cho ta, ta đưa tay chỉ về hướng nam tử áo cho. Tên áo cho sững sờ, ngay lập tức giận dữ, hung hăng gào lên, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta. Dựa vào ngươi ăn nói bất kính, bôi nhọ hoàng thất ta nào có. Không đợi hắn phản bác, ta lại quay sang chỉ tay vào hoa thâm, nói, trói cả cho ta, đưa hết đến kinh triệu doãn. Bầu không khí ở từ lâu vừa ngưng lại một lần nữa trở nên huyên náo như một trò cười, cho nên ta phải quyết định thật nhanh mới ổn. Muội, muội muội, có phải muội chỉ nhầm người rồi không? Khuôn mặt béo ú của hoa thâm nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi ta. Chính là huynh. Thói xấu của huynh trưởng đã không thể sửa nổi, vậy thì cứ đến nhà lao nha môn ở vài ngày đi còn ngươi ta quay đầu nhìn nam tử áo cho tiếp tục nói ta không phải kinh triệu doãn cho nên không cách nào phân xử đúng sai nhưng vừa nãy ngươi nhiều lần nói những lời bất kính với ta ta cũng không phải là người có tính khí tốt vậy nên các ngươi đành đến nha môn một chuyến giải thích đi Dứt lời ta vung tay sai thị vệ tấn vương phủ hành động còn mình đi đến trước mặt tên tạp dịch bị đánh ba nãy cậu ta đã bị đánh đến mức bầm tím mặt mày nhìn không ra dung mạo nhưng nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu ta, chắc hẳn là một thiếu niên mười mấy tuổi. Mặc kệ cậu ta có biết nhìn sắc mặt người khác hay không, muốn mượn gió bẻ măng cũng được, hay là vì ở trước mặt ta muốn đoạt được một chút công danh cũng được. Tóm lại cũng là vì bảo vệ ta, cứ coi như ta không thích loại người này, ta cũng sẽ niệm tình công ân của nó. Người tên là gì? Ta mở miệng hỏi. Miệng cậu ta hình như bị đánh nứt ra rồi, nói chuyện còn chảy ra chút bọt máu, nhìn miệng không rõ đang nói cái gì. Ta nghe được một chữ Dũng và một chữ Châu, vậy nên ta hỏi, Châu Dũng phải không? Ba nãy cảm ơn ngươi đã có ý tốt, chỉ là lần sau mỗi khi ngươi muốn ra mặt thay người khác, nhớ kỹ trước tiên phải xem xem tự ngươi có bảo toàn được bản thân mình không đã. Người tạp dịch kia sững sờ, đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Ta đưa tay sửa sang lại vạt áo mới bị hắn nắm ba nãy, tiếp tục nói, phí thuốc men của ngươi sẽ do Tấn Vương Phủ đưa tới. Nhớ lấy, sau này khi hành sự nên tránh kích động nóng nảy như lần này, không phải ai cũng nguyện ý nhận phần nhân tình này đâu. Tên tạp dịch mấp máy môi, hình như còn muốn nói thêm điều gì đó. Lúc này người ca ca hoa thâm của ta từ đâu vồ tới ôm lấy chân ta, gào khóc nói, muội muội, ta biết sai rồi, lần sau không dám nữa, muội đừng đưa ta đến chỗ kinh triệu doãn mà. Dù tên hoa thâm này là con nhà quyền quý, nhưng may mà vẫn biết sợ, chẳng qua bản thân ta đã quyết tâm phải nhân lúc hai người hoa tướng không ở đây chừng trị hắn thật mạnh tránh để hắn về sau hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho ta ta hất tay hắn ra không quan tâm bước thẳng ra ngoài bỗng nhiên có một người mặc áo màu lam đến cản trước mặt ta chính là người luôn trầm mặc đứng cạnh người áo xám cho hắn mặc áo màu lam ngăn ta lại nói tấn vương phi chờ chút ta ngước mắt lên nhìn hắn chỉ thấy hắn hành lễ với ta mở miệng bẩm tấn vương phi đệ đệ của ta khi nãy nói năng lỗ mãng ta thay hắn tạ lỗi với người hắn trước giờ tuy mồm miệng nhanh nhẩu nhưng đầu óc khá đơn giản dễ bị người khác hiểu lầm lời nói mong tấn vương phi không chấp nhận hai tên huynh đệ này một người đấm một người xoa thật sự phối hợp cũng không tệ nhưng ta lại không ăn khớp với điệu bộ của hắn không cần xin lỗi ta ta sẽ không nhúng tay vào việc này các ngươi đến chỗ kinh triệu doãn giải thích cho rõ ràng đi vậy không bằng thế này hai huynh đệ ta một lần nữa xin lỗi người cũng không truy cứu chuyện của hoa công tử nữa suy cho cùng cũng chỉ là tranh cãi thôi không đến mức phải kéo nhau đến nha môn. Nam tử áo lam đưa ra ý kiến khác. Hoa thâm ở bên cạnh nhanh nhảu phụ họa. Ba người đều đang đợi phản ứng của ta, ta cười nhẹ nói, ta có thể không truy cứu, chỉ là các ngươi ở giữa nên làm thế nào. Cũng không phải do các người nói là xong, phải nhìn người trong cuộc xử lý thế nào đã. Bọn họ giữ người, nhìn về phía nữ tử ôm đàn tỳ bà bị bỏ sang một bên, chỉ có người áo lam vẫn như trước nhìn ta không rõ ý gì. Nữ tử ôm đàn tỳ bà khúm núm, nếu nếu sau này hoa công tử không làm phiền nữa tiểu nữ sẽ không truy cứu không làm phiền không làm phiền hoa thâm vội vàng đáp đúng là vừa nhiều mỡ vừa hèn mọn người bị hại đã lên tiếng rồi ta cũng không tiện cưỡng ép đưa bọn họ đến nha môn bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ hoa thâm tiếc thật thấy hoa thâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng ta bật ra tia trào phúng quay đầu nói với thị vệ của tấn vương phủ các ngươi đưa huynh trưởng ta về đi trước khi phụ mẫu ta quay lại các ngươi cứ canh chừng ở hoa phủ, không cho huynh ấy bước chân ra khỏi cửa một bước. Muội muội. Hoa Thâm đang định nói tiếp đã bị ta dùng ánh mắt ngươi mà mở mồm ra nói câu nào nữa ta tống ngươi đến nha môn dọa sợ, thấp thỏm rời đi cùng thị vệ. Hai người kia thấy thế cũng cúi đầu với ta rồi nối đuôi nhau đi mất. Thấy bóng lưng của họ, lòng ta vẫn chưa thả lòng chút nào. Hai người này rất kỳ quặc, đang định phân phó thị vệ lén theo dõi họ điều tra thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tấn Vương Phi đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta giật nảy mình, quay đầu thấy một người mặc áo màu xanh nhạt. Hoàng đế trọng khê ngọ. Hoàng, suyệt, ta chưa kịp gọi hắn đã đặt ngón tay lên môi, ý bảo ta đừng lên tiếng, ta cải trang vi hành, Tấn Vương Phi đừng làm lộ thân phận của ta. Người trong tử lâu bắt đầu tản ra, ta miễn cưỡng duy trì nụ cười. Sao gã hoàng đế này lại có mặt trong tử lâu được nhỉ? Trọng khê ngọ tựa như trăng sáng phong thanh, nụ cười trong veo, không hề lên mặt thể hiện mình là bậc đế vương, còn dịu dàng hơn cả lần đầu gặp gỡ. Nhưng riêng với cái đứa từ nhỏ đã sợ giáo viên, lớn lên lại sợ sếp mà nói, boss tối cao của đất nước này đang ở ngay trước mặt, ta nào dám thả lỏng. Vừa rồi thấy Tấn Vương Phi xử lý nhanh gọn quyết đoán, thật sự không giống với trước đây. Trọng khê ngọ mỉm cười, đôi mắt trong ngần không nhiễm tạp chất, tựa như chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta hé miệng, chẳng biết gọi hắn thế nào mới đúng hắn đúng là giỏi đoán lòng người nói với ta tấn vương phi coi như là hoàng tẩu của ta gọi tên của ta là được đùa nhau đấy à ta nào có lá gan đó ta cân nhắc mở miệng trọng công tử nói đùa lúc thành vợ của người ta so với lúc còn là thiếu nữ khác nhau lắm trọng khê ngọ không có hứng thú với đề tài này lắm hỏi sao vừa nãy không thấy hoàng huynh đâu nói gì đi nữa thì chuyện này cũng là chuyện riêng của hoa phủ chúng ta vậy nên vương gia không ra mặt thì hơn Ta suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời. Trọng Khê Ngọ lại cười, khuôn mặt như được tắm gió xuân. Hai huynh đệ nhà này đúng là hai thái cực. Một người tựa tảng băng trôi, còn người kia như nắng ấm. Thật giống như tên của hai người họ, Dạ Lan, Khê Ngọ. Nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình, loại người ấm áp nhã nhặn như Trọng Khê Ngọ không được yêu thích lắm, nói chung là chỉ được ngồi ở ghế nam phụ. Hình như ai nấy đều thích thấy tảng băng tan chảy, chứ không phải là nắng ấm vẹn nguyên. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ta cũng không muốn dây dưa gì nhiều. Đang định cáo từ thì hắn đã giành nói trước, ra ngoài lâu vậy rồi, ta cũng phải trở về thôi. Lần này giản dị xuất cung, không biết Tấn Vương Phi có thể cho ta đi nhờ một đoạn không? Ta có thể nói không sao. Nếu trọng công tử không chê xe ngựa đơn sơ thì mời đi bên này. Khuôn mặt ta duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cuống hết lên. Gã hoàng đế này muốn dở trò gì đây, ngồi chung xe ngựa với ta hình như không hợp quy củ lắm thì phải. Chẳng lẽ, hắn nhìn chúng ta rồi. Suy nghĩ này dọa ta sợ hết hồn. Hắn là hoàng thượng đấy, hậu cung mỹ nữ ba nghìn, ta thà chịu chết theo mục giao và trọng dạ lan cũng nhất quyết không chịu vào hậu cung. Thế nhưng từ lúc lên xe ngựa, ta mới nhận ra bản thân tự mình đa tình. Bởi vì sau khi trọng khê ngọ lên xe cũng không nói thêm gì nữa, mãi đến lúc xuống xe mới nói một tiếng cảm ơn rồi đi ngay, xem ra thật sự chỉ muốn đi nhờ xe ta nhịn không nổi suy nghĩ miên man rồi lại đỏ mặt đây là là nam phụ si tình thuộc về nữ chính cơ mà tuy rằng bọn họ vẫn chưa gặp nhau nhưng thân làm nữ phụ như ta đang nghĩ vớ vẩn gì thế này về đến phủ thì trời đã tối lý ma ma đã chuẩn bị sẵn cơm canh nhưng ta bị gã công tử bột kia dày vò đến nỗi không còn hứng ăn nữa miễn cưỡng gắp hai đũa đang định sai các nàng dọn mâm thì xuất hiện một người không nên đến trọng dạ lan mặc y phục màu tím giống thường ngày cất bước đi tới thân thể thon dài dưới ngọn đèn dầu lờ mờ hiện ra khuôn mặt trắng nõn lạ thường ta không khỏi sửng sốt bởi vì mấy tháng nay hắn rất ít khi lui tới chỗ này ta cũng quen rồi chứ đừng nói chi buổi tối sẽ đến ta vội vàng đứng lên định hành lễ đã bị hắn kéo lên ta đã từng nói trước mặt ta a thiển không cần xa lạ như vậy thanh âm trầm thấp vang lên bên tai người ta không khỏi run lên đây chính là người chồng trên danh nghĩa của ta, ngẫm lại vẫn không được tự nhiên cho lắm. Thái hậu nương nương đã nói rồi, lễ không được bỏ, ta duy trì nụ cười. Trọng dạ lan lắc đầu cười, không nói gì nhiều, chỉ nghiêng người ngồi xuống, vừa hồi phủ vẫn chưa kịp ăn tối, vừa hay đến chỗ này của nàng. Người không muốn ăn nữa là ta đây lại phải ngồi xuống ăn chung với hắn. Sao sức ăn của nàng kém như vậy? Có lẽ nhận ra ta không có khẩu vị, trọng dạ lan lên tiếng hỏi. Trước khi vương gia đến thiếp đã ăn một ít rồi, ta trả lời. Ta thấy có chút không bình thường. Hắn và mục dao đang yên đang lành ở thư phòng tình trạng ý thiếp, sao tự dưng hôm nay lại chạy tới chỗ ta. Nhớ xem hôm nay có chuyện gì khác thường, nghĩ mãi cũng chỉ có chuyện của người ca ca phá ra chi tử chuyên đi gây họa của ta thôi. Hắn đến để hỏi tội ta ư. Quả nhiên, hắn bỏ chén đũa xuống, nhìn ta một cách vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ tên tiểu hoàng đế kia đi tìm hắn cáo trạng? Lúc ta đang minh man suy nghĩ thì nghe thấy hắn nói, thời gian này có phải ta đối xử qua quýt với nàng không? Nói không đầu không đuôi, ngươi có ý gì? Ta nhíu mày, rốt cuộc đang muốn khen hay muốn trách? Hắn nói tiếp, chuyện của ca ca nàng hôm nay sao không đến tìm ta? Giọng điệu này kỳ lạ vô cùng, không giống như đang chỉ trích. Đoán không ra suy nghĩ của hắn, ta đành cẩn trọng mở miệng, hàng ngày vương gia át hẳn có rất nhiều chuyện phải xử lý, những chuyện thiếp có thể giải quyết sẽ không đến làm phiền vương gia. Ta tận tâm tận lực vì hắn suy nghĩ cũng không lấy được nụ cười của hắn, mặt hắn không đổi sắc nói, phu thê hai người là một, sao bây giờ nàng khách khí với ta đến vậy? Được rồi, ta đây dám vỗ chân ngựa, chẳng lẽ hắn đang trách ta độc lập quá mức sao? Nghĩ một lúc thấy đúng đúng, trước đây hoa thiển chuyện gì cũng dựa dẫm vào hắn, bây giờ ta thay đổi nhiều như vậy, chẳng trách hắn sinh ra cảm giác chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển. Hành vi của huynh trưởng thiếp quá bừa bãi, vương gia ra mặt thật sự không thích hợp, bằng không người khác sẽ nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Tốt xấu gì huynh trưởng vẫn nghe lời thiếp, thiếp có thể tự mình xử lý. Ta giải thích. Trọng Dạ La nhìn ta chằm chằm, thấy lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, hắn nói: "A Thiển, ta phát hiện từ khi thành thân đến nay, nàng bắt đầu xa lánh ta." Người này, đúng là không biết điều chút nào ta có lòng tốt không đi quấy rối ngươi và mục giao thì thôi, ngươi còn mở miệng nói ta xa lánh ngươi. Vương gia nghĩ nhiều rồi, ta châm trà, ngượng ngùng cười che giấu nói. Chúng ta đã thành hôn, ta nên chịu trách nhiệm với nàng, lúc trước là ta. Sai, sau khi thành thân vắng vẻ nàng nhiều, từ nay về sau ta sẽ đối xử thật tốt với nàng. Trọng dạ lan trịnh trọng nói, khụ khụ, trà vào đến cổ họng rồi còn sặc. Bối rối nhận khăn tay thiên chỉ đưa, ta lơ đãng né tránh cánh tay của trọng dạ lan đang vươn ra định vỗ lưng cho ta. Sao tự dưng trọng dạ lan lại có ý thức trách nhiệm thế này? Ta sợ đến mức xém tí nữa nói ra thân phận của mục dao, còn hoa thiển chỉ là thế thân mà thôi. Nhưng bản năng sinh tồn khiến ta ngậm miệng, bây giờ chưa phải lúc. Bây giờ tiền tài trong tay ta chưa đủ sức gánh chịu cơn phẫn nộ của trọng dạ lan. Chăn trở qua đi, ta hỏi hắn, mục dao đâu rồi? Vương gia xử lý thế nào? rõ ràng thấy thân thể hắn cứng đờ, do dự hồi lâu như đã hạ quyết tâm, nếu ta đã cưới nàng thì sẽ không phụ nàng. Nghĩa là bây giờ giữa ta và mục giao, hắn chọn ta. Lại phải nói thêm, chuyện này sở dĩ là chuyện ngược là bởi vì trọng dạ lan không giống những cha nam khác, muốn trái ôm phải ấp chân đạp hai thuyền. Hắn lấy hoa thiển nhưng chưa từng nghĩ sẽ thu mục giao vào viện. Trước khi phát hiện ra bộ mặt thật của hoa thiển, trọng dạ la đúng là đối xử với nàng rất tốt, thà rằng chôn giấu tình yêu dành cho nữ chính vào tận đáy lòng. Nhưng hào quang của nam nữ chính quá lớn, hắn càng muốn buông tay lại càng lún sâu, vì vậy chuyện càng ngày càng ngược. Nếu sau này trọng dạ lan không biết chân tướng, hoa thiển không lộ bộ mặt thật, chỉ sợ hắn thà để bản thân khó chịu chứ không hưu thê bỏ vợ chạy về phía mục giao. Trước đây con người hoa thiển không tốt đẹp gì, nhưng con mắt nhìn người xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng những người hữu tình rồi cuối cùng cũng sẽ thành người một nhà thôi, kết cục của nữ phụ hoa thiện độc ác thảm không để đâu cho hết, tình tiết này cũ dích biết nhường nào. Chuyện trước kia hoa thiện làm như một viên thuốc độc, khiến ta không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận ý tốt của trọng dạ lan. Điều thiếp muốn không phải là chàng sẽ không phụ thiếp. Vương gia hãy cho bản thân thời gian suy nghĩ kỹ càng, nếu quyết định không sáng suốt, đối với tất cả mọi người đều không công bằng. Ta buông mắt nói. Ta cần thời gian. Ba tháng sau là ngày dỗ tổ, ta đang cho bản thân cơ hội tích lũy tiền tài. Trọng dạ lan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi, ta mệt mỏi sai nha hoàn dọn bữa tối. Lý Mama và thiên chỉ mấy lần trao đổi ánh mắt, thấy vậy nhịn không nổi nói, vương phi, vừa rồi rõ ràng vương gia muốn ở lại, tại sao vương phi? Lẽ nào Mama không nhìn ra ư? Bây giờ tâm của hắn đã không ở chỗ ta nữa rồi, ta dây huyệt thái dương nói. Lý Mama ma sửng sốt, thở dài, nếu vương phi đã gả đi rồi, nghĩa là đã là thê tử của người ta làm thê sao có thể thời thời khắc khắc yêu cầu tâm phu quân ở chỗ của mình được sau khi thành thân sống qua ngày không giống như trước đây còn là nữ nhi trong nhà vương phi phải suy nghĩ thật kỹ chứ không phải chỉ dựa vào tình cảm đạo lý ma ma nói ta hiểu ta miễn cưỡng nhếch môi nhưng mà ta không nguyện lý ma ma lắc đầu không nói thêm gì nữa bà là ma ma hồi muôn của hoa thiển từ nhỏ đã nhìn hoa thiển lớn lên tình cảm vô cùng bền chặt. Lúc này bà chỉ đơn giản nghĩ tuổi ta còn nhỏ, chưa thấu hiểu những đạo lý này nên cũng không ép ta. Trong viện rất nhanh yên tĩnh trở lại. Ta nằm trên giường, đăm đăm nhìn đỉnh màn. Trọng Dạ Lan, đừng chọc vào ta. Có một số chuyện, ngay từ đầu không có sẽ không phải chịu cảm giác đau đớn khi mất đi. Hơn một tháng nay, Trọng Dạ Lan không còn bận rộn cả ngày ở thư phòng nữa mà thường hay tới tìm ta hình như hắn thực sự nghiêm túc với lời nói sẽ chờ câu trả lời của ta cùng lúc đó ánh mắt mục giao nhìn ta ngày càng không có thiện trí vì không muốn mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng nghiêm trọng ta bắt đầu giữ khoảng cách với trọng dạ lan nhưng tấn vương phủ lớn như vậy ta trốn đông trốn tây thậm chí đến bước đường cùng còn phải chọn cách tiến cung tìm thái hậu tán gẫu dẫu sao tính tình hoa thâm tệ thế kia so với việc trở về hoa phủ ta muốn nói chuyện với vị quán quân xuất sắc giành huy chương vàng cuộc thi cung đấu hơn nói gì thì nói, giả vờ thân thiết có lợi cho ta về lâu về dài, hơn nữa đây còn là cách hữu hiệu tách khỏi trọng dạ lan. Ban đầu Thái Hậu cảnh giác với thái độ ân cần đột xuất của ta, nhưng ta chỉ đơn giản là muốn học hỏi và tìm hiểu màn kịch cung đấu trong truyền thuyết, vậy nên mặc kệ bà tỏ ra lạnh nhạt. Ta thường lấy danh nghĩa làm tròn chữ hiếu để tiến cung, Thái Hậu từ từ cũng nhận ra rằng ta chỉ muốn đến thăm bà một chút, không có toan tính gì khác, dần dần vẻ mặt đã trở nên ôn hòa. Lão thái thái này ai mới đầu gặp cũng sẽ cảm thấy lạnh nhạt khó gần, nhưng khi tiếp xúc nhiều rồi, ta phát hiện tuy bà hay mỉa mai trêu chọc người khác, nhưng không phải là người xấu. Thế nên ta ngày càng chuyên cần chạy đến hoàng cung, thường xuyên qua lại, hết sức quen thuộc các phi tần hậu cung. Ở nơi này ngày nào các nàng cũng đấu đá lục đục với nhau, đột nhiên xuất hiện người ngoài là ta, các nàng dường như tìm thấy một nơi để giải bày, động chút là lôi kéo ta nói chuyện một lúc lâu. Ban đầu vẫn dè chừng mối quan hệ giữa ta và Hoa Mỹ Nhân nhưng thấy ta mỗi lần gặp hoa mỹ nhân đều tỏ vẻ lạnh nhạt hờ hững, dẫn tới chuyện tinh thần nàng ta ngày càng xa sút Những phi tần khác dù chỉ là tâm hồn mượn một bờ vai cũng muốn nói chuyện với người ngoài, nói chung quan hệ của chúng ta rất tốt. Vì vậy ngày ngày ta chống cằm nhìn các nàng ở trước mặt Thái Hậu nói mấy lời ẩn ý sâu xa, ở trước mặt Hoàng thượng cầu mong vinh sủng. Ta cảm giác miệng lưỡi của mình tự nhiên cũng lợi hại hơn nhiều, cuộc sống nhàm chán này cuối cùng cũng có ý vị. Đây chính là mấy cảnh trong chân hoàn chuyện hàng thật giá thật, ta chỉ thiếu mỗi việc ngồi cắn hạt dưa xem trò vui thôi. Hàng ngày mỗi lần thấy Trọng Khê Ngọ đến thăm Thái Hậu, sau đó cả một dàn mỹ nhân ăn diện lộng lẫy dùng đủ loại chiêu trò thu hút sự chú ý của hắn. Ta thấy hơi kinh dị, nhưng vẫn âm thầm học không ít kỹ năng. Đồng thời trong lòng thầm bội phục tay nghề điêu luyện của Thái Hậu và thái độ ôn hòa lễ độ của Trọng Khê Ngọ. Hai người họ không hổ là mẹ con, đều là Thái Sơn. Không đúng, là mỹ nhân nguyện chết trước mặt mà mặt không đổi sắc thấy thái hậu thành thạo xử lý các mối quan hệ giữa các phi tần đột nhiên ta thấy bội phục lão thái thái này từ tận đáy lòng làm thái hậu không khó nhưng để làm một thái hậu phân minh không thiên vị nhất định phải là người có trí tuệ và sự nhẫn nại cực kỳ cao thái hậu nương nương hà lão phu nhân lại sai người tặng chút hoa quả từ phía nam qua đây trưởng sự toko cô, cô mang một cái cháp lên hà thị là mẫu tộc của thái hậu hà lão phu nhân là mẫu thân của thái hậu Trước đây gia tộc Hà Thị vì kiêng rẻ thế lực của ngoại thích nên đưa tộc đến Giang Nam, hàng năm đều gửi chút đặc sản, rất hiếm khi xuất hiện. Tính tình của Thái Hậu cũng giống như Hoàng thượng, vừa khiêm tốn vừa biết tiến biết lùi. Thái Hậu mở ra xem, chỉ thấy trong cháp đựng đầy vải, đá lạnh bên trong vẫn còn vương khí lạnh. Giờ không phải mùa vải chín mà vẫn nhìn dạm gửi tới đây, Hà Thị một mặt là có tiền, mặt khác là thật tâm thương yêu Thái Hậu. Thái Hậu lắc đầu cười đóng cháp lại, đã nói bao nhiêu lần rồi mẫu thân vẫn không chịu nghe, gửi đồ đến kinh thành vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Ngay lập tức một phi tần rất có mắt nhìn cất lời, đó là do Hà Lão Phu nhân thương Thái Hậu nương nương, không ngại phiền phức. Tâm trạng Thái Hậu vô cùng tốt đáp lời, thương bà già này ở chỗ nào cơ chứ? Còn không phải là Hoàng thượng thích ăn cái này hay sao? Mang qua cho Hoàng thượng đi. Đáng lẽ muốn phân phó Tô Cô Cô, nhưng tức thì có phi tử nhảy ra nói, vừa rồi tô cô, cô vội đến mức chân không chạm đất, không bằng để thần thiếp đưa cho hoàng thượng. Đang định đưa tay ra đón cháp thì lại có một mỹ nhân khác mở miệng châm chọc, lý mỹ nhân đúng là biết tận dụng mọi cơ hội, tâm ý của thái hậu nương nương mà còn mặt dày muốn giành mất. Tay lý mỹ nhân dừng lại giữa không trung, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, lời của vệ tỷ tỷ oan ủng cho ta quá, ta chỉ có lòng tốt muốn phân ưu cùng thái hậu nương nương mà thôi. Qua một khoảng thời gian quan sát có thể đúc kết lại một điều, trong cung quan hệ giữa lý mỹ nhân và vệ mỹ nhân như nước với lửa hai người này hình như tương đối được hoàng thượng sủng ái hơn nữa phụ thân các nàng có phẩm cấp gần nhau vì vậy cả hai cứ động một tí là quấy hết cả lên chức vị của thích quý phi cao nhất nên không thèm chấp nhặt với các nàng còn những phi tần khác ngồi rung đùi cười trên nỗi đau của người khác mỗi lẫn như vậy xem ra người đau đầu nhất chính là thái hậu hai mỹ nhân tranh chấp không ngừng nghỉ cuối cùng vẫn để thái hậu quyết định kiểu nếu bà để nàng ta đi ta cũng nhất quyết không từ bỏ ý đồ. Trong lòng đang âm thầm đồng cảm với Thái Hậu, đột nhiên nghe thấy giọng của bà, thiển nha đầu ở đây cũng không có việc gì làm, hay là con giúp ta đưa chỗ vải này qua cho Hoàng thượng đi. Ta đây nằm yên cũng trúng đạn sao. Hai mỹ nhân kia thấy chuyện xấu rơi xuống đầu người ngoài thì tạm thời không ồn ào thêm nữa, có lẽ thấy đối phương không được hời nên cả hai đều chấp nhận rút lui. Thái hậu quả nhiên không hổ danh quán quân cuộc thi cung đấu, chỉ một câu nói đã hóa giải mâu thuẫn giữa các nàng. Vâng thưa mẫu hậu, ta đứng lên thi lễ một cái, tiếp nhận cháp chuẩn bị rời đi. Trải qua những ngày tháng ở đây, trọng khê ngọ vẫn luôn dịu dàng hòa nhã, không giống một hoàng đế, vậy nên ta cũng không còn sợ hắn như trước nữa. Lúc xoay người, mắt đối mắt với Thích Quý phi, khuôn mặt tinh xảo của nàng đột nhiên nhìn ta mỉm cười. Tuy ta không hiểu vì sao, nhưng cũng cười đáp lại. Đi theo nô tài đến ngự thư phòng, bẩm báo xong là có thể bước vào. Ta cúi thấp đầu không dám nhìn ngó linh tinh, quy quy củ củ nói rõ mục đích mình đến. Trên đỉnh đầu một giọng nói truyền tới, mang qua đây. Đợi cả nửa ngày cũng không thấy có nô tài nào qua lấy cháp trong tay ta, ta đành tiến lên phía trước đặt cháp lên bàn. Giờ mới phát hiện trên thư án xếp đầy tấu trương, lượng công việc thật khiến người ta kinh ngạc, làm hoàng đế quả thực rất khổ cực. Ngươi biết xem tấu trương không? a à, đột nhiên nói làm ta không phản ứng kịp, vô thức ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt trong suốt của hắn. Trọng khê ngọ không để ý nói tiếp, cho ngươi xem cái này. Ngón tay thon dài rút một quyển tấu trương màu vàng ra, ta hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Về tình về lý đều không nên để hoàng tẩu của mình xem tấu trương đúng không? Nhưng hắn đã mở miệng rồi, sao ta dám không xem, nếu không sẽ bị liệt vào tội chống lại hoàng mệnh. Mở tấu trương ra, sau lưng tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Tấu chương viết rõ tên khốn kiếp Hoa Thâm đã làm đủ loại chuyện tốt gì, lừa nam gạt nữ, không những thế còn thẳng thắn tố Hoa tướng quản giáo không nghiêm, thậm chí nói thẳng Hoa tướng động tay động chân nên mới có thể khiến trên làm dưới theo. Tay ta không tự chủ siết chặt, ta nói thái hậu sao tự dưng lại để ta đi đưa đồ, về tình về lý đều không thỏa đáng, hóa ra là bọn họ đã bàn với nhau. Nhưng mục đích của họ là gì? Thăm dò phản ứng của ta hay là muốn mượn tay ta chèn ép hoa phủ? Ở đây gần một tháng xem cung đấu, ta cũng bắt đầu nảy sinh chút suy tư. Ta ra vẻ vô cùng xấu hổ quỳ xuống, hồi bẩm hoàng thượng, đầu óc đại ca bị hư nên gia phụ mới có thể dung túng đôi chút, lơ là quản giáo huynh ấy, xin hoàng thượng trừng phạt thật nặng. "Ồ," trọng khê ngọ nhướng mày nói, "ngươi rất hiểu lý lẽ, vậy theo ý ngươi, chấm nên xử phạt hoa thâm thế nào?" Ta cố gắng nhéo mình một cái thật đau để chảy vài giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nói, "Hoa thâm là đại ca của thần phụ, là cốt nhục tình thân. Dù biết huynh ấy làm sai nhiều chuyện nhưng lớn bé có trước sau, Thần phụ thân là nữ tử, không biết nên xử trí thế nào. Hoàng thượng anh minh đại nghĩa tự có tính toán, Thần phụ không dám ngông cuồng chỉ bảo. Trọng khê ngọ nghe vậy thông thả nói, thường nghe hoa tướng khen nữ nhi nhà mình độc nhất vô nhị, sao ngươi đứng trước mặt chẫm lại câu nệ như vậy. Làm phụ mẫu, đương nhiên luôn thấy nữ nhi nhà mình là tốt nhất, khó tránh khỏi nói quá lên. Ta cúi đầu trả lời nghe thấy một loạt tiếng bước chân, một đôi giày màu đen theo kim tuyến dừng lại trước mặt ta, một cái bóng chồng lên người ta. Thấy hắn cúi thắt lưng sát lại gần, ta vô thức muốn bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự áp bức của cấp trên, hoặc có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thể hiện quyền uy trước mặt ta. Quả nhiên nam phụ ấm áp là của nữ chính, còn ta chẳng có gì trong tay. Cố kiềm chế không nhúc nhích, hắn áp sát, vươn tay ra kéo tay ta lên, tay kia rút tấu chương trên tay ta để lại lên bàn. Tấn Vương Phi không cần phải căng thẳng như vậy, chẳng không phải muốn hỏi tội, chỉ muốn hỏi ý kiến của ngươi thôi. Trọng khê ngọ lại khôi phục vẻ ôn hòa như lúc đầu. Nhưng bàn tay vẫn đang giữ chặt cánh tay ta vẫn cho ta cảm giác áp bức, ta thấy mình cười còn khó coi hơn khóc nữa. Đột nhiên thanh âm trói tai của Thái Giám đứng bên ngoài vang lên, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương truyền lời qua đây, nói rằng Tấn Vương đến, đang tìm Tấn Vương Phi. Lần đầu tiên ta cảm thấy thân thiết với cái tên Trọng Dạ Lan thế này, hận không thể bay ngay đến chỗ hắn, không tự chủ được thở phào một hơi. Chợt nghe Trọng Khê Ngọ khẽ cười một tiếng. Trọng Khê Ngọ cũng không nói gì, buông cánh tay ta ra, nói, "Đi thôi, chúng ta đến cùng Thái Hậu." Dọc đường đi không ai nói câu nào, đến cung Thái Hậu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Trọng Dạ Lan ta thật sự muốn bật khóc. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi ta không nên chỉ vì muốn trốn tránh hắn mà lại tự ném mình vào hang hổ trong hoàng cung này. Trong tiểu thuyết hoàng thượng không có ý cam thù gì lớn đến vậy với hoa phủ, sao ta vừa xuyên vào chuyện gì cũng thay đổi vậy, chính là cái kiểu càng đổi càng hỏng bét. Nhìn ta như sắp khóc đến nơi, đôi mắt trọng dạ lan lộ ra vẻ hoang mang, nhưng hắn không mở miệng ngay. Đến khi bước đến bên cạnh hắn, chuyên chú kéo kéo ống tay hắn, ta mới cảm thấy tâm hồn lơ lửng ban nãy đã nhập lại vào xác. Tình cảm của Tấn Vương và Tấn Vương phi tốt thật, thật làm người ngoài ghen tị. Thích Quý phi lên tiếng cười. Xét thấy trong đoạn thời gian này ta đang bồi dưỡng một nhân duyên tốt, các phi tần khác cũng phụ họa cười theo. Ánh mắt Trọng Khê Ngọ như lơ đãng nhìn xuống ống tay áo Trọng Dạ Lan, dừng lại một chút mới chuyển ánh mắt sang hướng khác, mở miệng, đã lâu không thấy hoàng huynh vào cung, không biết khoảng thời gian này hoàng huynh đang bận chuyện gì. Trọng Dạ Lan một bên cười trả lời, một bên lặng lẽ nắm lấy tay ta dưới ống tay áo bàn tay khoan dung bao trọn tay ta, hắn tựa như biết ta đang bất an, dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn an ủi ta. Hốt hốt hoảng hoảng bước ra khỏi hoàng cung, ngồi trên xe ngựa ta vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Trọng dạ lan lúc này mới mở miệng hỏi, trong hoàng cung có ai làm khó nàng không? Ta gượng gạo cười, đáp lời, không có. Trọng dạ lan cho mày, hắn rõ ràng biết ta đang nói dối, a thiển, sao dạo này chuyện gì nàng cũng thích giữ lại trong lòng thế. Ngày trước có chuyện gì nàng cũng nói với ta. Ta cúi đầu, không nói gì thêm. Không rõ hoa phủ trong lòng hoàng đế là loại thế nào, khiến ta thực sự khó có thể an tâm. Trong chuyện hoa phủ bị hủy trong tay nữ chính, hiện tại ta đã hóa giải mối thù sâu đậm giữa chúng ta, không cần phải ngươi chết ta sống nữa, thế nhưng tại sao hoàng đế lại bắt đầu chú ý tới hoa phủ? Có nghĩa là hoa phủ nhất định phải mất, cho dù không có hận ý ngập trời của nữ chính thì cũng không tránh khỏi một vị hoàng đế tâm cơ không sáng tỏ. Đây chẳng phải là lối thoát duy nhất của nhân vật phản diện hay sao? Tại sao? Không ngờ vẫn chỉ có mình ta, dẫu biết ác giả ác báo, làm việc xấu thì phải chịu trừng phạt để mọi người hà hê, hà cớ sao lại để một người vô tội như ta đến chịu khổ. Trong lúc bản thân đang suy nghĩ hỗn loạn thì đột nhiên có bàn tay đặt trên đỉnh đầu. Ta ngẩng đầu, thấy trọng dạ lan đang ngồi đối diện nhìn ta, tuy hắn nhìn vẫn không ra biểu cảm, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. A à thiền, sau khi chúng ta thành thân nàng dường như có rất nhiều tâm sự, nàng không muốn nói ta cũng không ép. Nàng chỉ cần biết có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Bấm like và theo dõi Minh Nhật TV để nghe tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.